Xin chào các bạn nhé. Hôm trước thì mình có một clip nói về cái nguồn 3 giây nguyên lý nó rồi đúng không? Đấy thì hôm nay mình sẽ làm clip để hướng dẫn các bạn là cấy cái nguồn 3 giây này vào, đúng không? Và bo mạch mà nó được zin bản như ban đầu luôn nha. Mình chỉ việc thay đổi một vài con linh kiện thôi. Thì mình có chờ cái clip trước của mình ấy, mình cũng dành rất nhiều thời gian ra để mình ngồi vẽ lại để phân tích. Nhưng mà thực ra cái lượng người xem nó không được nhiều. Mình định là đợi 10.000 sub, 10.000 lượt xem thì bắt đầu mình sẽ làm video tiếp theo. Mình thấy có một số bác cũng đang ngóng các video tiếp theo nên là mình sẽ làm video này. Thì trước tiên để mình làm cái clip này thì mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn xem nhé. Mình sẽ lấy một cái main TV khác đang chạy bình thường ra để làm thí nghiệm cho các bạn xem. Lúc đấy nó mới chuẩn được các bạn. Đây. Đây mình đang có một cái main TV này là TV Toshiba này. Đấy. Toshiba này. TV Toshiba này sẽ có nguồn ra ở đây. Nguồn ra đây. Ngay chỗ cổ trì này. Bây giờ mình sẽ cắm vào, mình đo cho các bạn xem là nguồn ra là bao nhiêu volt nhé. Đây, bây giờ mình sẽ kẹp nguồn vào nhé. Nhắc nguồn của nó chính là trên hai con đầu con tụ này các bạn này. Đấy. Cắm điện nhé. Các bạn thấy không ạ? Nguồn đã lên, tức là khối nguồn này đang hoạt động bình thường nhé các bạn nhé. Thế thì bây giờ này, mình sẽ đo cái nguồn ra cho các bạn xem. Mình sẽ đo bằng đồng hồ số nhé, cho các bạn xem nó nguồn ra là bao nhiêu volt. Bạn nhìn này, đây là đồng hồ mình này. Đồng hồ mình nó hơi mờ một tí. Để mình xịt dầu cho nó nhìn nét nhé. Đây các bạn này. Mình sẽ đo điện áp này cho các bạn xem là bao nhiêu volt nhé. Được 110V, 114V nhé. Đấy. Đây là trường hợp có tải. Có tải tức là có bóng đèn. Bây giờ mình sẽ rút tải ra mình đo này. Rút điện ra. Rút tải ra mình đo cho bạn xem là nó được khoảng bao nhiêu volt nhé. Này, đo lại này. Cắm điện này. Bạn thấy không ạ? Khi mình rút tải ra mình đo nó vẫn được 114V, 114,8V. Tức là nó gần như là zin bản luôn, nguồn ra chuẩn luôn nha các bạn nhé. Nguồn ra chuẩn luôn, có tải không có tải đều nguồn ra đều chuẩn. Rồi. Bây giờ mình sẽ rút điện ra này. Mình xả điện đi nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ cái con IC nguồn đi. Mình giả sử là con IC nguồn trên này nó bị chết, nó bị hỏng nhé. Mình vứt con IC nguồn đi xem là nguồn mình sửa lại, cấy lại xem là có zin bản được hay không nhé. Đây nha các bạn nhé. Mình giả sử như là con IC này bị hỏng nhé. Mình nhấc nó ra này. Đúng không ạ? Và cái mạch này của mình nó nát quá, mình không thể sửa được. Thì mình đã có cái nguồn 3 giây. Chính là cái nguồn này của mình này. Để mình cấy vào. Bây giờ mình sẽ lật lại mình cấy cho bạn xem nhé. Đây, đây chính là cái nguồn mà hôm trước mình phân tích cho các bạn đây. Đấy. Cái nguồn này có cái ưu điểm rất là nhanh, gọn và lẹ. Các bạn nhìn này. Các bạn chỉ việc câu đúng 2 giây là nó chạy. Đấy, kể cả cái nguồn này chết nặng đến mức nào cũng thế. Nha. Thứ nhất là dây đen này. Các bạn hàn vào âm tụ nhé. Âm tụ lọc đây. Đây là âm con tụ lọc 308V này. Đấy. Dây đỏ này. Dây đỏ các bạn hàn vào chân xê sò. Thì các bạn muốn biết chân xê sò ở đâu thì các bạn vào kênh của mình để xem, để tìm hiểu nhé. 308V đi từ đây ra đây này. Đi sang đây này. 308V từ đây sang đây. Sang đây. Từ đây sang đây. Sang đây, sang đây. Đi sang chân này. Vào chân này này. Đấy. Sâu ra chân này. Vào chân này, ra chân này. Đi ra đây, đi ra đây. Đi ra đây, đi ra đây. Đây chính là chân xê sò nha các bạn nhé. Đấy, thế mình sẽ hàn đây. Đấy, bây giờ mình đo lại một lượt xem chắc chắn nhé. Chắc chắn nó là chân xe sò.
nào, từ chân dương này đi ra đây này, chân dương này đi vào đây này, đấy. Cái đồng hồ mình hết pin hay sao ấy. Rồi. Mình đo nhá, dương này đi vào đây này. Các bạn thấy không ạ? Sau đi ra đây này. Đấy, nó đi vào đây. Đây chính là chân xe sò nhá. Thế đối với cái mạch nguồn này thì rất đơn giản, các bạn chỉ việc câu đúng 2 giây cho mình như thế này là được. Là mình đặt cái nguồn lên đây. Mình kẹp bóng đèn đây. Đối với cái mạch nguồn này thì các bạn bắt buộc phải lắp tải vào này thì các bạn mới có thể là điều chỉnh được nhá. Các bạn mới điều chỉnh được biết là nguồn ra bao nhiêu vôn. Nguồn này lưu ý nhá, lúc mà các bạn mà chuẩn bị cấy nguồn các bạn phải vặn cái chiếc áp này, ví dụ chiếc áp này lúc đầu nó sẽ nằm như thế này chẳng hạn đúng không ạ? Nó nằm ở một cái vị trí nào đấy. Đấy. Vừa rơi dây đỏ rồi. Thì các bạn phải vặn này, vặn về theo chiều ngược chiều kim hồ nhá, vặn về nhỏ nhất. Đấy, sau bắt đầu mới các bạn mới bắt đầu mới cắm điện nhá. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện vào này. Để xem nguồn nó ra có đủ hay không nhá. Các bạn thấy không ạ? Nguồn ra là có này. Thì chắc chắn là nguồn ra bây giờ của mình nó sẽ không đủ nha các bạn nhé. Chắc chắn là nguồn ra của mình sẽ không đủ. Bây giờ mình sẽ đo này. Điện áp ra này. Bạn thấy không? Được có 66 V thôi. Thế bây giờ muốn nguồn ra đủ thì các bạn lại phải đưa cái tua vít đây. Chỉnh lên, chỉnh lên. Một que đồng hồ các bạn vẫn kẹp ở đây. Và một que các bạn chỉnh, một tay các bạn chỉnh ở trên này. Chỉnh để cho điện áp nó lên cao. Đấy, giờ mình đo lại xem bao nhiêu vôn nhé. Tại mình có một tay nên đâm ra là hơi khó. 112 vôn các bạn thấy không ạ? Nên rồi này, bây giờ mình lại chỉnh tăng lên một tí. Là đủ được cái nguồn lúc nãy là 114 đúng không? Đấy, có thể 115 cũng được. Đấy, 123 rồi, hơi cao rồi. Cao thì bạn lại chỉnh ngược lại nhé. Dạ. Dạ vâng, chờ tí ạ. Đấy, 112,8, nói chung là tầm này đi. Dạ. Thế tiếp tục này. Khi mà mình rút điện ra và mình không dùng tải, khi mà tải chưa hoạt động, tức là tivi chưa hoạt động đúng không ạ? Mình rút được bóng đèn ra. Thì các bạn nhìn này, nguồn nó sẽ mình của mình sẽ bị dâng lên rất là cao. Các bạn nhìn này, mình cắm điện này. Mình đo điện vào đây này. Các bạn thấy không ạ? Nguồn nó sẽ dâng lên tận 140 mấy vô này. Như thế này thì nó sẽ làm phù tụ này và hỏng một số thiết bị nguồn. Một số thiết bị nguồn mà nó ổn định ấy, nó cần sự ổn định thì sẽ không chạy được các bạn nhé. Thế đâm ra cái nguồn 3 giây này anh em thợ nó tiện thật, nhưng anh em thợ này rất là sợ lắp cái nguồn 3 giây này, bởi vì nó nhanh hỏng lại lắm. Nếu các bạn thấy không, không có tải nguồn nó dâng lên tận 140 mấy vô. Khi mà có tải thì lại sụt xuống còn đúng có 112 vô. Đấy, thế bây giờ mình sẽ cấy lại cái nguồn này nhé các bạn nhé, xử lý lại. Đây nha các bạn nha. Sau khi mà các bạn tiến hành này, các bạn tháo IC xong đúng không? Các bạn nhìn này, tủ lọc phía trên này các bạn để nguyên nhé. Tủ lọc phía trên này để nguyên. Đấy, tủ lọc để nguyên này. Cái phần dưới này, các bạn thấy con ốp tô quang không ạ? Thì chân ba ốp tô quang con nào nối mát rồi thì thôi nha các bạn nhé. Con nào chưa nối mát thì các bạn nối chân ốp tô quang xuống mát cho mình. Nối chân ốp tô quang xuống mát. À, chân ba nối mát này. Tiếp theo nữa là chân 4 của ốp tô quang này, các bạn nhìn nó đi này. Các bạn cắt đi luôn. Cắt đi nhá. Cắt đi. Cắt đi các bạn hàn vào đây. Hàn vào ngay đầu con diode này. Đây, ngay đầu con diode này. Con diode D1 này. Hàn vào chân anode này nhá. Đấy. Tiếp theo này, chân đỏ này. Các bạn vẫn hàn vào chân xe sò. Chân đen các bạn vẫn hàn vào mát như bình thường. Các bạn tiến hành hàn cho mình thêm một dây nữa, tức là mình sẽ hàn thêm hai sợi dây đối với bong nguồn này.
một dây nguồn các bạn này. Các bạn hàn mà đường hồ tiếp duy trì hoạt động này, các bạn này, đây là cuộn hồ tiếp đúng không? Đi ra đi qua chợ này. Đi ra đây. Trên cái đường đi này của nó nhé. Đây các bạn này, đi ra đây. Trên cái đường đi này của nó này, nếu như trường hợp nó vướng mắc một con linh kiện nào đấy. Đây. Các bạn cắt hết đi, bỏ đi. Đây. Đấy, các bạn lấy ra đúng cái phần diode chính thôi, đi ra đây. Đấy, đi vào diode này các bạn này. Đầu này diode này. Các bạn nhìn nếu mà nó đi đâu đi lằng ngoằng bạn cắt đi này. Đây, mình cắt rồi này. Đấy các bạn thấy không? Đầu diode đi ra đây. Đi đây lọc vào con tụ này. Ra đây, các bạn này nó đi lằng ngoằng ngoằng mình cắt hết đi. Để lại đúng con diode này thôi nhá, để đúng con tụ thôi nhá. Đấy câu lên. Đấy câu lên đây. Câu lên trên này. Câu lên trên này chính là câu ở đâu? Chính là câu đằng sau con chở 220k này. Đây. Đây sau con chở 220k. Này. Câu đúng chỗ này nhá. Đấy. Đồng thời nhá. Các bạn tiến hành rút cho mình con bóng ở chỗ này đi. Rút con bóng ra đi. Đây, con bóng nhỏ nhỏ. Các bạn rút đi cho mình. Tiếp theo này. Rút con bóng này xong. Rút con bóng này xong thì các bạn tiến hành này. Các bạn nhìn thấy con đi xe này không ạ? Chân 2 này nó đang nối vào chiếc áp này đúng không? Đấy thì các bạn nối chân 2 này xuống mát cho mình. Nối chân 2 xuống mát. Nối điểm này. Đây là mát này. Đấy. Nối chân 2 xuống mát. Đồng thời các bạn rút bỏ con tụ đi là được. Đây này. Con tụ C1 này. Đấy không? Con tụ này mình rút bỏ đi. Vứt đi nhá. Đấy. Như vậy là xong. Còn nếu mà các bạn muốn nó ổn định một tí nữa thì các bạn phải thay con chở 220k này. Đấy, bằng con điện chở là 150k, công suất khoảng độ to như thế luôn, khoảng 2.1, đây là khoảng độ 1.5W gì đấy. Công suất như này. Thì nó sẽ rất bền, đây mình sẽ mắc thêm một con 150k cho ổn định thôi. Để mình test trước cho các bạn. Như thế này thì về cơ bản là ok nhé. Đấy bởi vì đây này. Nếu như các bạn nào muốn ổn định hơn nữa thì các bạn lắp cho mình này. Song song với con opto quang chân 43 này. Song song với chân 43. Đấy hoặc là các bạn nối từ chân 4 xuống mát bằng con chở 4.47k nhé. Các bạn lắp vào đây một con điện chở 47k nữa. Lắp vào thêm một con điện chở 47k nữa. Nha. Đấy, tức là như này. Mạch đây đúng không ạ? Con chở R1 này. Các bạn thay vào con chở 150k. Đây mình bắt đầu vẽ lại nha. Không có bút rồi. Thay vào con chở 150k này. Bỏ con bóng Q2 đi này. Rút con bỏ con tụ C1 đi này. Đấy. Chân 2 này các bạn nối xuống mát. 2 nối mát là được. Chân 1 này các bạn nối vào chân 4 của ô tô quang. Đấy. Vậy mình thêm mấy giây nhỉ? Thêm 2 giây đúng không? Thêm 1 giây đây. Chân 7 này mình sẽ nối trực tiếp xuống dưới cái chân hồi tiếp duy trì dao động của bo bên dưới, chân 7, chân 1 và hai chân xanh đỏ, đúng không? Hai chân xanh đỏ thì giữ nguyên, đen đỏ giữ nguyên. Thêm 2 giây nữa, 1 giây chân số 7 này. Nối vào chân hồi tiếp duy trì dao động. Chân 1 này nối vào chân 4 của photo quang. Chưa. Chân 1 này nếu mà trường hợp mà nó chưa ổn định thì các bạn nối thêm một con chở 47k xuống mát nha. Chân 2 này mình sẽ nối mát này. Đấy. Về cơ bản là chỉ như vậy thôi. Và đây là cái mạch của mình nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử cho bạn xem. Đấy thì bây giờ mình sẽ cắm điện cho bạn xem nhé. Đây này, con điện chở này là mình con chở 150k mình mắc thêm này. Để cho nó ổn định này, bây giờ mình sẽ rút ra này. Nếu như tải nào mà con nào mà tải lớn thì các bạn tiến hành là thay bằng con chở 150k nhé. Con thay con này này bằng con 150k cho mình nhé. Tải nhỏ thì không cần thiết lắm. Đây là bóng đèn này. Đấy và đây là cái đồng hồ của mình đo vôn. Đó. Bây giờ mình sẽ đo vôn lại cho bạn xem nhé. Đấy, bỏ ra đo vôn. Lúc đấy là mình đo được khoảng 114V đúng không? Nói chung là tầm khoảng hơn 100V. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo lại cho bạn xem này. Đây là hai chân của nguồn đúng không? Mình cắm điện này. Đấy. Mình đo được khoảng độ 114,7V. Thì đây là cái trường hợp mà
nguồn khi mà mình đang có tải là 114,7V. Thế bây giờ mình rút tải ra nhé, rút điện ra này, tháo tải ra này. Đấy, đo lại này. Bây giờ mình sẽ cắm điện nhé. Các bạn thấy không ạ? Được 115V. Nó có lên một tí nhưng mà không đáng kể nhé. Chỉ lên khoảng độ một tầm không đến 1V. Không đáng kể nha các bạn nhé. Mạch nó gần như zin bản. Như zin bản luôn chứ không phải gần đâu. Đấy, tiếp theo này. Nếu các bạn này, nếu mà các bạn để nguyên con trở này thì nó sẽ có hiện tượng là cắm vào nguồn nó khoảng độ mấy giây, nó khoảng độ 1 giây thì bắt đầu mới lên. Nó mới bắt đầu ra đủ nguồn, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhé, mình sẽ cắm điện cho bạn xem. Đấy, mình cắm rồi đấy. Đấy, khoảng độ 1 giây, mất khoảng độ 1 giây hoặc hơn 1 giây một tí. Các bạn nhìn này, 1, 2, 3. Đấy. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn thay con điện trở này bằng 150K hoặc là các bạn lắp thêm một con điện trở 150K vào đây, song song với con đấy, thì nó sẽ nguồn sẽ lên tức thì nhé. Đấy, mình cắm điện nha. Đây, mình thay con trở 150K vào này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Lên tức thì ạ. Lên nhanh hơn rất nhiều. Đấy. Thì đây cũng chính là cách để mà chế lại cái nguồn 3G này nó chạy ổn định luôn. Các bạn thấy không? Cái nguồn này rất dễ kiếm đúng không? Rất dễ kiếm, rẻ, gọn. Đây. Nếu các bạn muốn ổn định đúng không? Các bạn có thể tháo này ra. Tháo ra. Nhấc con điện trở 220K vứt đi. Đấy. Nếu mà có con trở 150K to như thế thì càng tốt nha các bạn nhé. Là tốt nhất. Còn không có thì các bạn phải lấy con nhỏ này cũng được này. Hoặc là lấy hai con 68 ohm các bạn mắc nối tiếp cũng được. Nằm vào đây. Đây, mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Thực ra là mình làm kỹ thuật ấy thì lượng khán giả xem nó kém đó các bạn. Đấy, mình làm cái video mất rất nhiều công sức và thời gian nghiên cứu của mình nhưng mà ít người xem quá. Cái video này mình định đợi là nó khoảng độ 10.000 lượt xem của cái video trước ấy, thì mình bắt đầu mình up clip. Nhưng mà thấy có một số khán giả trung thành cứ nhắc suốt, thế là mình lại phải mất công làm sớm. Các bạn thấy không ạ? Khi mà các bạn làm như này đúng không ạ? Thì lúc này cái nguồn của mình nó sẽ thành cái nguồn bao nhiêu này? Nó sẽ tạo thành một cái nguồn là 4 giây. Và mình lắp vào nó chạy như zin bản luôn. Đấy. Đây có 4 giây. Và dĩ nhiên là nếu mà mình câu mặt trên này thì mình lắp cái miếng nhựa này vào vẫn còn nguyên này. Đấy. Nó như là một cái nguồn 3 giây lúc đầu. Đúng không? Đây bạn nhìn này. Rất là gọn. Đấy, mình chỉ bắt vào là xong thôi. Mà nó vẫn được nguyên bản. Nào, bây giờ mình sẽ cắm điện thử nhé. 1, 2, 3. Các bạn thấy không ạ? Lần đầu cắm nó sẽ lâu hơn một tí. Đấy. Nguồn. Đấy ra. Ổn định. Đúng không ạ? Không còn hiện tượng mà nguồn dâng như ban đầu nữa. Bây giờ mình sẽ đo nguồn cho bạn xem này. Chưa lên nguồn, ở đây là đang lỏng. Ồ, đồng hồ hỏng đứt dây à? Không đứt. Đây, lỏng que các bạn. Đo lại 308V cho này. Đồng hồ đứt que. Đây này. Nó lại 308V. Đứt que chỗ nào rồi? Bây giờ mình sẽ đo bằng hộp kim cho các bạn xem nhé. 250V này. Các bạn thấy không ạ? Điện áp nó không bị dâng lên quá cao. Không bị dâng lên khi mà mình không có tải. Rồi.
Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là sửa xong, thiết kế lại cái mạch nguồn 3 giây này cho nó chạy ổn định. Chưa? Chúc các bạn làm thành công nhé.